vay vốn 91 tỷ USD theo vành đai con đường, Indonesia đòi Trung Quốc lập quỹ hỗ trợ. Đáng nói, theo Reuters, Indonesia đã không nằm trong số những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ việc vay vốn hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc để tạo ra con đường tơ lụa hiện đại. Indonesia cho biết, lý do thành lập quỹ này là vì họ đã khẳng định bất kỳ khoản vay nào trong khuôn khổ BRI đều được thực hiện trên cơ sở kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để tránh việc chính phủ tham gia nếu vỡ nợ. Theo đó, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo đã đưa ra yêu cầu về việc lập một quỹ đặc biệt trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tuần trước. Bộ trưởng Tài chính Indonesia, bà Sri Manjani Indrawati nói với các phóng viên. Bà Indrawati cũng được giao trách nhiệm thiết kế cơ cấu quỹ, bao gồm đề xuất với Trung Quốc về quy mô của quỹ và các tiêu chí cho các khoản vay từ nó. Hiện tại, tôi đang thực hiện một nghiên cứu về hình thức, cơ chế, quy mô của nó và tất nhiên là hậu quả của chi phí các dự án, bà nói. Bên cạnh đó, ông Luhut Panjaitan, Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải của Indonesia, nói riêng với các phóng viên rằng quỹ này nên cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp liên quan đến đầu tư vào Indonesia và các công ty nước ngoài hợp tác với công ty Indonesia. Ông Panjaitan trước đây cho biết chính phủ Indonesia đã đề nghị Trung Quốc tham gia vào khoảng 30 dự án, trị giá 91 tỷ USD trong diễn đàn vành đai con đường được tổ chức lần thứ 2 vào tháng 4 vừa qua. Liên doanh BRI lớn nhất ở Indonesia là một dự án đường sắt cao tốc trị giá 6 tỷ USD nối thủ đô Jakarta với trung tâm dệt may của thành phố Bandung, được trao cho một tập đoàn của các công ty nhà nước Trung Quốc và Indonesia thực hiện từ năm 2015. Tuy nhiên, dự án đã phải đối mặt với vấn đề sở hữu đất đai. Bên cạnh đó, một dự án gây tranh cãi khác là nhà máy thủy điện trị giá 1,5 tỷ USD, được tài trợ bởi các ngân hàng Trung Quốc và được xây dựng bởi công ty nhà nước Trung Quốc Sino Hydro. Nhưng nhà máy thủy điện này lại nằm ở trung tâm của rừng mưa nhiệt đới Batang Teu trên đảo Sumatra, nơi sinh sống của loài đười ươi đang bị đe dọa tuyệt chủng. Vào hôm qua, ngày 3 tháng 7, ông Aku Sở Dâu Cô Y Mấn O, một giám đốc điều hành của nhà phát triển nhà máy điện PT North Sumatra Hydro Energy, vừa phủ nhận việc nhà máy thủy điện này phá vỡ môi trường sống của đười ươi. Ông nói với các phóng viên rằng 11% công trình đã hoàn thành và nó sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2022. Hồng Vân, Tổng hợp. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.